Cây này cây nâu gừa công nha các bạn. Cây này nó lú cái thật non luôn rồi nè. Cây này mình chừa cái tột đây, mình tính nuôi thêm một cái cây tử đây nữa nè các bạn. Cây này nâu cục sạch nâu lắm nè. Cây này chiều cao khoảng 1 mét à. Muốn cái cành rớt quá trời. Cây này bán, nói chung nay không có làm cây gì, bởi giảm giá số cây nhà bán. Mua được cây nào ủng hộ cây này, cái tàn nó dài dữ lắm các bạn ơi. Nụ quá trời, nụ cục luôn nè. Mà cái tàn nó rất là già, tàn đã làm rất là già rồi. Nụ công nha bạn. Em cứ mua được ủng hộ chơi vị trí. Cái này cái tông cao, cái bệ nó nguyên một khâu, nó nguyên một bệ chỗ này nè. Còn mặt hồi xưa là người ta trồng đứng, tôi về tôi trồng siêu lại một chút. Hồi xưa người ta trồng đứng bạn, tôi về tôi trồng siêu lại một chút nha. Cái này nếu mà gửi là gửi nguyên cái thùng xốp rất là cao nha, phí nó cũng khá nhiều, tốn thêm cái thùng xốp cao nữa các bạn. Cứ mua được tại cái này tông cao mà cành rớt, nuôi công nha các bạn.